khét quá. Bắt đầu chưa anh Sơn? Quay chưa? Sẵn sàng chưa anh Trung ơi? Chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo Vlog nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Sài Gòn. Và qua sau khi mà trải nghiệm cái xe giường nằm bên Trung xong thì mình có hẹn gặp anh Sơn để đi chơi. Và nói chung là có làm một số cái công việc cùng với anh Sơn. Và thấy xem trên kênh của anh Sơn thì có một số điều thú vị. Hôm nay gặp lại anh Sơn muốn là trải nghiệm một cái này thì một cái gọi là rất là đặc biệt mà chưa từng có ở trên kênh mình. Thì hôm nay là mời các bạn là cùng với mình là trải nghiệm một cái phi vụ đặc biệt luôn. Hello anh Sơn nhá. Hello. Hôm nay đã chuẩn bị cho em xong xuôi đúng không? Okay. Hôm nay là mình sẽ là trải nghiệm với xe Ford F150 vua bán tải. Cái này mà chiếc bán tải rất là khủng. Nhưng mà chưa phải là trải nghiệm về lái thử hay gì cả. Anh Sơn biết mình là người đam mê về xe cho nên là hôm nay là sẽ cho mình là lái thử. Nhưng mà lái thử nó sẽ ở phần sau. Còn phần đầu tiên là mình muốn thử cái sức mạnh của cái chiếc xe này như thế nào. Bây giờ để mình sẽ quay cho bạn xem qua một chút về chiếc xe này nhé. Đây là chiếc Ford F150. Em chào anh nhá. Anh Sơn bảo anh làm bảo vệ ở đây à? Bảo vệ à? em xin phép quay một chút cái xe này nhá, anh nhá. Vâng. Em bảo vệ chuyên gia về phụ nữ thôi. À thế à? Bảo vệ chị phụ nữ chị em à? Đây, Ford F150 mà gọi là rất là hầm hố. Chờ mình tí. Sao lại dính cái túi bóng ở đây này? Mình có xem trên kênh của Tuấn Container là đã quay về cái chiếc xe này rồi. Anh Sơn thì sau khi mà giải nghệ với nghề mà xe đầu kéo thì anh Sơn về là làm thêm cái công việc nữa, đó là bán xe. Đấy. Hôm nay thì sang đây là thăm chỗ anh Sơn anh làm việc rồi mình sẽ có màn thử thách. Bây giờ thì mình mời các bạn là lên trên cabin để tham quan về cái chiếc F150 này một chút nhá. Em ngồi hàng ghế sau nhá để em quay một tí cabin. Rồi anh cho em mượn đây tí mà. Kéo kính lên đây. Cái cho các bạn xem qua về cái chiếc xe này tí. Nó là thuộc cái gọi là vua bán tải rồi đấy. Rồi mời em. Khủng long rồi. Nhìn hoành tráng quá. Đi nhìn ngoài đường mà nhiều lần rồi mà bây giờ mới được gọi là thực tế để mà sờ vào luôn các bạn ạ. Trời ơi, nó mát tay, nó sướng à. Trời ơi, nhìn cái nội thất này, rộng rãi này. Phê này. Một chữ phê mà kéo dài luôn, chắc là cái này mà gọi là niềm đam mê lớn của rất là nhiều anh em mà đam mê về xe đấy nhá. Trời ơi. Cái này có lẹt bô được không anh Sơn? Được. Có lẹt bô được không? Được chứ. Anh thử lẹt bô đi. Ok. Xong rồi em sẽ thử thách. Là em muốn lẹt bô để nghe cái tiếng bô coi nhá. Okay. Xong rồi tí nữa mình sẽ thực hiện thử thách. Quá ghê. Rồi, bây giờ không để các bạn chờ lâu. Mình sẽ có cái màn thử thách, đó là dùng cái chiếc xe này kéo nguyên một bộ đầu kéo để xem cái sức mạnh của nó đến đâu. Chơi thế luôn. Bây giờ ở đây là không có gì ngoài xe cả. Một bãi xe rất là lớn cho nên là mình sẽ là dùng cái chiếc F150 này để thử thách mà kéo nguyên một bộ container xem là cái sức mạnh của nó đến đâu. Cái này điều này là chưa từng xuất hiện trên kênh xe đầu kéo Vlog. Thì bây giờ mời các bạn là theo dõi màn thử thách của mình. Để mà thực hiện cái màn thử thách này thì mình sẽ đội cái mũ này vào cho nó an toàn một chút. Được không anh? Đội mũ này ngồi trên xe được không anh? Ok. Nói vậy thôi chứ nắng quá. Đấy. Ây xà. Phê quá nhỉ. Bây giờ lên xe đây. Em chọn. Bây giờ mình hệ của mình là hệ xe Mỹ nên là mình sẽ kiếm xe Mỹ để mình thử thách luôn. Ok. Nghe cho lộ oách. Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi dọc xuống bãi để tìm xe cho em đúng không? Ok. Em có cần anh giới thiệu sơ về cái quy trình của nó khi mà nó kéo cái xe không? Có đấy. Ok. Nhưng mà để tí nữa mình nhờ anh đại gia chân đất ở đây anh ấy giới thiệu đi. Ok, rồi. Cho chuyên môn hơn đi. Rồi, ok. Và nhờ anh ấy thực hiện thử thách. Chứ bây giờ anh em mình thực hiện thử thách này mà vô tình mà
có vấn đề gì đấy là mình bán nhà mất đấy. Lần đầu tiên như đúng. Lần đầu tiên anh thấy một cái ý tưởng nó độc lạ như thế này luôn. Độc lạ đúng không? Độc lạ Sài Gòn. Cái bãi xe rất là lớn nhá. Thì cái này các bạn thấy bạn Tuấn container là ông quay ở bên này. Nhiều khi trước đây các bạn xem thì các bạn tưởng là Tuấn quay quảng cáo, nhưng không phải, anh em là chạy trong nghề xe lạnh biết nhau lâu năm rồi thì Tuấn đến chơi tham quan rồi quay giới thiệu giúp cho anh em là chính thôi. Không, đến chính một lần nữa là không có quảng cáo nha. và ngay cả Tú luôn cũng vậy luôn nha. Quý Sơn, thực sự đã là Quý Sơn ghé thăm sẵn, nó có dịp với. Đây là clip này mình chỉ mang tính chất là để phá thôi. Trải nghiệm. Đâu rồi anh đại gia chân đất đâu anh? Chủ xe đâu, chủ của xe này đâu anh? Phải dùng anh chủ xe ra kéo thôi chứ anh em mình không thể kéo được. Đâu cái đầu Mỹ đâu? Bây giờ em muốn kéo cái đầu nào? Em bây giờ em muốn kéo cái đầu Mỹ nào đấy đi. Okay, rồi. Bây giờ anh tìm anh đại ra chân đất đi đã. Rồi, chào anh. À đấy à? Em đang có cái màn thử thách này tí anh ạ. Vâng. Chạy man nên là anh gọi là ông man à? Có mấy anh em trong bãi nhận ra nên là chào mình. Bây giờ là mình sẽ đưa các bạn đi gặp một nhân vật. Thực ra là mình đến đây là gặp anh ấy đầu tiên, mình tưởng anh ấy bảo vệ cơ. Đấy là sự thật luôn. Anh cầm cho em cái mic này cái để em hỏi anh ấy một số câu. Em chào anh Trung nhá. Dạ chào anh. Vâng, đây giới thiệu các bạn, đây là anh Trung, anh ấy là trưởng bãi này. Không phải trưởng bãi mà gọi giám đốc. Người anh em của mình đây nha các bạn. Mà đầu tiên mình đến đây mình tưởng anh là bảo vệ cơ. Và hôm qua đến cái là anh ấy rủ mình nhậu, mình sợ, mình nhìn anh ấy kiểu là ngầu quá, mình sợ. Yeah. Mình không dám. Bây giờ là anh Trung kiếm cho em một con xe kéo nguyên một bộ công lạnh. Ok em. Dạ rồi, bây giờ là chạy ra đây em ơi, ra bóc vô. Bây giờ là mình kiếm một con xe Mỹ nha anh Trung nhá. Dạ ok, kiếm xe Mỹ. Giờ lấy móc thêm một cái công nữa. À bây giờ đang em đang lấy một con này cũng được. Móc vâng. cái đuôi nào cũng được, đuôi đây cũng được nè. Cái đuôi này giải lấy không em? Dạ. Đuôi nào? Đuôi này, đuôi này bên nè. Đuôi này luôn phải không? Lấy luôn. Mình phải dùng Mỹ kéo Mỹ. Ok ok. Thế cho nó. Bây giờ máy là lấy đuôi này luôn. Khỏi con máy lạnh, lấy đuôi này đi. Khỏi máy lạnh luôn. Ok được. Làm ơi. Lấy đồ mới luôn em, nhìn lấy đồ mới luôn. Trùng ấy thì công nhận là lấy đồ mới luôn. Đầu tiên mình nghĩ vào đây nhìn anh ấy là mình không nhận ra anh là và lấy đồ này luôn. Chủ ở đây đâu? Thì nhìn anh rất là hiểu là bình dị. Hôm qua đến đây anh ấy còn đánh trần cơ. Đây có em hổ hồ mới quá nhỉ. Si chắc TH7 hôm nọ mình vừa mới quay ở Huế về xong. Vô đây. Mà nếu mà nói đến cái hệ phụ tùng xe Mỹ cũ ấy, ở Sài Gòn thì ai cũng biết đến 146. Thế cho nên là khi mà nói đến đây thì chắc chắn anh em mà về xe, chạy xe ở Sài Gòn sẽ biết đến 146. Thì anh Trung là chồng của chị Mon ở bên 146 nhé. Vô đây, vô đây. Ngoài ra thì nhà anh ấy có một bãi đây. Bây giờ là anh ấy ở bãi nhưng mà anh làm là đủ việc luôn. Còn bên đây là vợ của anh Sơn, bà xã. Chú cuối của anh Sơn chơi. Ở bên đấy là cũng về đây bán xe là cũng xem một hả? Thời gian là khá là dài. Đúng không? Mình mấy anh em mình biết nhau là cũng khoảng mấy năm nay rồi đấy. Cái bọn nào đừng có ló đầu. Đúng rồi. Sao anh? Không dám à? Không cái dám kéo à? Không kéo được, nhưng cái bọn đang ló đầu để đụng cái xe này nè. Dạ? Ok, để em kiếm cái con nào không ló đầu. Để lại em ơi, anh kiếm con không ló đầu nha. Bây giờ thấy rằng là các anh ấy hơi vất vả chút, cho nên là mình sẽ chọn chiếc đầu hổ vồ mà mới vừa mới chạy đi chạy lại đấy để lắp cái bộ này nhìn cho nó đẹp đẹp tí để kéo cho các bạn xem. Anh Sơn nhá. Okay. Bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc hổ vồ Seasack TH7. Ok rồi. Và kéo cái công này. Cái 53 này. Đúng rồi. Ok. Bây giờ đây là cái này là một cái màn thử thách là dùng cái chiếc xe Mỹ rất là nhỏ và kéo một chiếc xe Trung Quốc rất là to. To mà nó dài nữa. Cái công 53 cộng luôn. Công 53. 53 cộng luôn. Anh em mình là xe lạnh nên là mình sẽ dùng cái công lạnh để mình kéo. Chiếc hổ vồ này là mình cũng vừa lái thử nữa luôn. Đây, nhìn nó cái màu cam nó đẹp nữa, mình thích. Đẹp quá nhỉ. Đây em, hổ vồ man, máy man, cầu man, lắp man.
Nội thất cái nhà đẹp như mới luôn. Chiếc này là máy 460, nếu mà lăn bánh ra là cũng khoảng 1.450.000 gì đấy. Đấy là cái bản mới mua về tầm tầm đấy. Còn đã qua sử dụng rồi, hiện tại bây giờ chỉ có 1.180.000 thôi em. 1.180.000 luôn à? Đúng rồi. Đấy là rất là rẻ. Bình dầu 800 lít. Cái này thì bây giờ được rất là ưa chuộng cái dòng này đấy. Anh Sơn nghỉ xe được khoảng bao nhiêu lâu rồi? Anh nghỉ gần 3 năm rồi. Gần 3 năm rồi. Ừ. Gần 3 năm rồi, và bán xe là bao nhiêu lâu rồi? Em thấy trên Facebook thì đăng nhiều rồi. Và thì anh vẫn bán trên mấy cái mạng xã hội mà. Ừ. Rồi cái chuyện đấy mình nói sau đây để okay. Trọng tâm vào cái việc bây giờ thực hiện thử thách. Có được không anh? Cái đấy em sợ đó. À rồi, đẹp rồi. Sợ lần trước cắt bằng cái mọc Mỹ ra là bây giờ là hơi bị khó. Đấy, mình phải tính chơi em ơi. Này nó mới hay. Ok đấy. Bây giờ là mình sẽ phải nhờ thêm người nữa để cho nó công tâm. Rồi làm gắn vô đây anh Sơn qua cái vô. Dây vô. Kiểu anh Trung anh rất khoái với mấy cái trò thử thách này, cho nên là khi hôm qua mình đề xuất ra cái là hôm nay là anh ấy chuẩn bị đầy đủ luôn, bảo trong này xe nào em thích thì lấy xe đấy kéo. Nhà có gọi là nhà có đầy đủ đồ chơi hết đấy, có cứu hộ đây luôn. Trời, hơi vất vả cho ông chủ ấy. Những cái phá như thế đúng không anh? Phá. Bây giờ mình sẽ thử thách gọi là kéo từ đầu bãi đến cuối bãi. Anh Sơn anh sẽ quay ngược cái xe lại. Màn này hơi vất vả tí, anh em phải chuẩn bị mọc miết xe cộ. Tới đi anh, được không? Tới được rồi. Đúng rồi, xe đít vào bên đấy. Cái này là mọc 53 các bạn ạ, cho nên là nhìn nó rất là dài. Đấy, bây giờ mình sẽ lôi từ đầu bãi đến cuối bãi, và địa hình ở đây thì nó rất là gập ghềnh. Nhìn thấy là nhiều lỗ rồi các thứ, và chính mình sẽ là người ngồi ở trên cái xe đấy để cho các bạn là yên tâm là không có can thiệp gì vào số hay các thứ cả. Mình nghĩ rằng là kéo tốt thôi. Nhiều cái thử thách là người ta kéo trên đường bằng rồi, nhưng mà bây giờ là cái thử thách này là kéo trên cái đường mà gập ghềnh như thế này. Các bạn nhìn thấy đi là thấy cái tiếng kêu lọc cọc ấy, đá đít các thứ kêu ấy. À, nhìn thuần thượt như cái toa tàu ấy. Ok, địa hình đủ gồ ghề đấy. Tức là tạo cái độ khó cho cái chiếc xe đường sau, nó sẽ là khó di chuyển hơn là so với cái địa hình mà kéo trên đường nhựa nha các bạn. Cho địa hình xấu xấu tí anh, để cho nó gồ ghề tí mình lôi cho nó thập chất chứ. Lẹt bô cho em nghe thử cái. Ok rồi anh. Đấy, thế mới chất trời vậy. Đấy,
Nó có móc không anh? Không, móc nhíp được không? Trên xe của F-150 sẵn sàng những cái loại móc kéo hết rồi. Không, nếu mà không sao anh ơi, nếu mà con này móc không kéo được, sợ nó bị móp thì lấy con Mỹ cũng được, con Century cũng được, để luôn à. Bây giờ đang gặp cái khó là chưa tìm ra cái móc của nó đâu các bạn ạ. Thường là sẽ có một cái phần móc ở trên đầu này nhưng mà chưa tìm ra, nên là bây giờ sẽ nghiên cứu cái cách để móc vào. Ở trên con F-150 thì sẵn có rồi các bạn ạ, có luôn cái móc ở đằng sau rồi để kéo mọc rồi. Phải dùng cái gì mình kiếm mấy vải đấy. Xe vừa mới mua về đã mang ra để test luôn rồi, trời ơi, quá chịu chơi luôn. Đây thì cả cuối cùng là phải đi kiếm một cái móc khác và lắp vào rồi các bạn ạ. Xoáy này. Xe không mà, xe không khoảng cỡ 23 tấn này, trở lại 22 tấn đi. Anh em thấy màn nào mà chất chơi như này chưa? Dùng xe bán tải ra kéo nguyên một bộ đầu kéo này anh đã thấy chưa? Chịu chơi chưa? Móc hai móc vô. Đấy, phong cách người chơi nó phải thế. Xe này thì mình nghĩ kéo là đơn giản, không có gì khó cả. Đấy. Nhưng mà quan trọng cái địa hình như này. Ở đây thì nó cũng hơi gồ ghề tí. Bộ lốp này thì bám đường là tốt rồi. Khét quá. Bây giờ để là công bằng ấy, thì mình sẽ là người trực tiếp là lên xe, để mình điều khiển xe cho các bạn là có thể là yên tâm là không có ai ngồi trên này can thiệp vào đến cái cần số nhá. Khi nào em còi rồi mới kéo nhá. Anh Trung ơi, khi nào em còi mới kéo nhá. Bắt đầu chưa anh Sơn, quay chưa? Sẵn sàng chưa anh Trung ơi? Đây, cần số là mình để nguyên như này, không có động đến cần số nha bạn. Này, chân là để bình thường này. Xem nào, bây giờ, bây giờ. Chưa xả lốc kê. Chưa xả lốc kê làm khó nhau quá. Rồi rồi, ui, chậm thôi không em. Mình chỉ phải để chân vào phanh này, chứ không phải ủi ra đường trước là chết đấy. Chậm thôi. Mình vừa đệm quanh cái đây các bạn xem này, hoàn toàn là để chân rất là bình thường, không có ấy nhá. Mà mình chỉ là người lái trên này thôi, đi sát quá mình cũng ghê quá. Ông anh này ông chịu chơi quá. Chậm thôi để em lái với. Quá dễ rồi, kèo này dễ quá. Kèo này, đây các bạn đây nhá, đây là số này, lắc này, không có vào số này. Đây là N này, anh em mà chạy xe này thì biết này. Đấy, kéo qua đường địa hình xấu luôn này. Trời ơi. Mình phải ra phanh tí chứ anh ấy đi ghê quá. Khi nào mình mà muốn phanh anh ấy lại là mình sẽ dẫm lại. Anh ơi, cái này phải chắc là phải bốc thêm 20 tấn hàng nữa chứ, cái này dễ quá. Cái này nó dễ quá, này phải 20 tấn hàng nữa trên. Mắc cứng luôn đấy. Vừa nãy em có quay đầy đủ là cái vào cái số nó có trên đấy, nó màn hình nó hiện N, anh hiểu không? Nên là nó cũng rất là đầy đủ rồi, nhưng mà để cho anh em mà công tâm thêm này. Thuyết phục thêm tí nữa, đúng không? Test thêm lần nữa chứ còn bây giờ em đang thấy là nhẹ nhàng quá, em muốn khi nào kiếm một cái xe có tải hả? Có tải luôn. Có tải là tuyệt vời. Khoảng cỡ 20 tấn hàng trên nữa, phải gấp đôi trọng tải này vì em thấy nó quá khỏe á.
Bây giờ anh Sơn sẽ lùi vào sau. Trời ơi, mấy ông anh chịu chơi. Nói chung là thật sự mà nói là mình với Tú cũng may mắn gặp được một đứa em. Đứa em ở bãi này rất là nhiệt tình luôn anh em. Đúng rồi, anh Trung rất anh nhiệt tình, ấy, thật sự mà nói luôn. Vừa tôi, vừa nhiệt tình vừa chịu chơi. Không ngờ vì hôm qua đến gặp mình không ngờ đây là chủ ở đây luôn. Rất là đơn giản thôi. Sống đơn giản. Hôm qua đến đây đang cởi trần đánh trần nữa. Tú nghĩ là bảo vệ bãi hay là nhân viên của hôm nay, của công ty thôi các bạn. Đến đây là treo anh ấy. Treo anh ấy là bảo vệ. Nhưng mà anh ấy vô tư. Không ngờ luôn. Đây một loạt xe cũ ở trong bãi này. Cái này thì hôm nay mình sẽ không có giới thiệu đến mấy cái xe cũ này. Các bạn lại bảo mình quảng cáo nha. Không có sao đâu em. Nói chung là anh em thì mọi người cũng hiểu mà. Nhưng mà mình sẽ làm một clip để giới thiệu những chiếc xe rẻ mà ở trong tập sau. Thì sẽ để ủng hộ cho anh Sơn. Thì nhiều khi là bà xã làm đây này để cho chị có thêm khách hàng. Đúng rồi. Rồi okay, có anh em nào có thể là tìm được cái chiếc xe mà ưng ý. Anh em mình bây giờ chỉ cần đậu thẳng đấy thôi. Các bạn cứ có ví dụ như có cần mua bán xe trao đổi gì đó thì cứ liên hệ với Tú. Anh em mình sẽ có đầy đủ hết đó các bạn. Bây giờ là mình sẽ là người kéo. Anh Sơn ở trên đấy sẽ kiếm một máy quay nữa nhá. Tú sẽ trải nghiệm nha các bạn. Để xem là nó khỏe đến đâu. Xem là cái độ khỏe đến đâu thì mình sẽ kéo. Anh Trung cứ thế là kéo luôn chứ không cần phải vào chế độ gì. Có chế độ kéo hay là đơn giản quá rồi. Đi vào số đi vào số thấp đi. Đi vào con số 2, không muốn số 2. Số 2 nó lẹ quá, sợ nó kéo xe lẹ. Số 1 đi nhá. À, số 1 cho nó chậm đi. Ok. Đây số 1 đây. Chứ còn ngồi ra xe số tự động mà. Rồi rồi rồi, ok. Giờ đang chạy giờ muốn một cầu được mà nó lẹ thôi, sợ nó lẹ. À đây à. Đi chạy hai cầu đi. Mình sẽ lái thử. Trời, nhà đúng không? Không có gì ngoài điều kiện khác đâu. Giờ xe mà để đi mà không có sót xe chứ mà như mình xe này bây giờ là nó phải giữ gìn phải sạch sẽ lắm ấy. Chờ em xíu nha. Anh đang có khách à? Không có. Lấy giờ đang nóng. Tăng gió một tí. Ok. Anh Sơn ơi, sẵn sàng chưa? Đây các bạn nha. Hiện tại bây giờ là máy thì vẫn nổ nha. Máy vẫn nổ. Nhưng bà Sơn chỉ cầm vô lăng thôi, hai chân không đá động gì, tới số hay là bất cứ một thứ gì hết á. Em đã xin giùm anh chưa? Đã xin rồi. Ok. Và bây giờ bắt đầu nha các bạn nha. Tú sẽ là người kéo mình nha. Phải chuẩn bị máy quay trên xe nhờ anh Sơn nhờ người quay ở trên để các bạn thấy có không có động chạm đến thao tác ở trên. Khi nào sẵn sàng thì còi nhá. Tú đang thử nghiệm nha, cho bà trải nghiệm nha các bạn nha. Cảm nhận cái xe nó như thế này nha mọi người. Đó. Sơn không có đá động bất cứ gì hết. Ở đây Sơn thủ sẵn là cái ok. Quá là đơn giản nhẹ nhàng luôn. Trời ơi. Nó khỏe. Cái này chắc là em nghĩ lần sau anh phải kiếm con nào để em kiếm một bạn nào đấy. Bây đi qua đây. Bây giờ nếu mà anh là phải lo một con sau nữa. Có tải mất. Tức là phải. Không, đây là nó được cái này nè anh em. Nhẹ quá. Nè là kéo nó nè. Bây giờ là kéo nó chưa? Được kéo đây không? Là kéo nó nè, đó, nó đang kéo chân lơ. Con này là bên Mỹ, con này nó có sở thể kéo móc được nha. Nó đang kéo móc nè. À đây à, nó đang hiện đây à? À nó đang hiện màn hình nè, đó, cái xe mình đang đổ dốc 1% thì nó lên thôi. Đó. À, nó đầy đủ thông số. Cứ kéo lại, cứ kéo thoải mái, cứ đạp đi. Không, cứ đạp phanh nhìn sau hay sao, nó giật ghê quá. Không phải, nó nặng, nó vỗ gà. Đường đây là cái đường xấu. Vâng đấy. À. Nó giật cái sau. Cái sao cái đuôi đây là thoải mái luôn. Đấy. Anh có sót xe không? Không sót gì. Trời. Dân chơi mà. Dân chơi. Phong cách người chơi đấy. Anh ra hiệu dừng. Kéo luôn. Kéo ra đến cổng luôn. Kéo ra cổng nhưng mà gì? Kéo luôn. À. Thực ra là mình đây là mình đạp là mình không có dám đạp mạnh chân ga các bạn ạ. Mình đạp rất là nhẹ đấy. Tua máy nó cũng vừa. Đây, tua máy có khoảng gần 2000 vòng thôi, chưa có đạp mạnh đâu. Rất là nhẹ. Ôi trời ơi, khỏe quá.
Đây bắt đầu cống luôn. Đây đây dư tải luôn đi. Coi chứ thì tầm này. Kéo luôn đi ra vào đến cầu Sài Gòn uống cà phê về. Đến lúc lại. Để đó, cái cửa kính nhìn lên tao xé luôn này đó. Ok. Rồi. Đây, anh Tú. Anh Tú là anh cũng thích trải nghiệm những pha bạo lực lắm nghe anh em nha. Nếu có dịp nào vào Sài Gòn, anh em có một cái cuộc anh em mình chơi những cái pha bạo lực đi. Đúng không anh Tú hả? À, bây giờ mình bạo lực hơn là mình kéo khoảng cái xe là có 30 tấn hàng trên. Là thành là đường trường là dám bao, đường trường là dám bao. Vâng, vâng. Dám bao 30 tấn hàng một cái đầu kéo không vô. Rồi ok anh, trời ơi. Ok. Khi nào nữa mình test thử tốc độ một tí xem mà mạnh. Còn nếu mà test kiếm cái đường nào mà sẽ bay hỗn hợp đi. Cái đường nào mà mình chạy kiểu như là cái đường trường mà cái đường mà không công an không chỗ đó là cho anh em thử xe đi. Cái cửa kia đóng kiểu gì đấy? Đóng này. À. Cái đấy là đi khi nào mà hút thuốc là thọc đầu ra. Thọc đầu ra hút thuốc. Trời ơi. Ồ kinh quá nhỉ. Mình hôm qua mà biết được cái tình huống này là mình rất hồi hộp để chờ đợi, mà không ngờ rằng là thực hiện quá dễ rồi. Ngày hôm nào phải kiếm một xe hàng. Con này thì bình thường rồi, con kia kéo là con chiếc bên ngang con này. À, nhìn thấy là nó vô cái nhặt chân nhặt cẳng thấy nó cũng vậy, con đây cũng kéo không em nghĩ là những cái xe này thì kéo quá ok rồi. Chỉ hôm sau là cũng quay kéo luôn, con này nó công nó cũng không phải là nói chung là 220 nhưng mà đội công nó cũng không có thua gì những xe độ đâu nha. À đấy à. Thiệt, chỗ này là em đi cho nó là cũng cho nó cũng một cái ống thở của nó để cho đủ lực để chạy. À. Đó, cái ống xả đó. Ôi xoa. Sao giống như kiểu ống xả của cổ bô xe đầu kéo Mỹ ấy. Đúng rồi, ống độ với lại nếu dỡ cái máy ra nó thấy cái máy là thấy là khoái luôn à. Thôi anh cứ giải quyết công việc đi, lúc khác rảnh anh em mình test sau. Vâng. Hôm nay cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã đưa em gọi là có dịp để mà trải nghiệm một cái thử thách mà thú vị mà chưa từng có ở trên kênh xe đầu kéo Vlog. Mà nói chung á anh cũng cảm ơn em luôn. Thực sự mà nói là những cái ý tưởng này quá táo bạo luôn. Chưa bao giờ anh ở bãi này coi như là lâu rồi anh chưa có một cái suy nghĩ tới à? Chưa suy nghĩ tới cái điều đó luôn. Thực sự mà nói là em táo bạo thật sự. Cái này chưa đủ đâu. Sao mình phải kéo 50 tấn cơ. Anh Sơn là giải nghệ cái là về đi bán xe, vợ cũng đi theo luôn mà chị lại rất là giỏi, có khi còn giỏi hơn cả anh Sơn, nhớ về những cái chi tiết của xe hơn nữa. Trang Long H7. Được có xe nào mà làm gì là chị ra chị học nghề. Học về các chi tiết của xe. Chùm cuối nhà anh Sơn. Người anh em này có xem trên kênh Tú hôm nay à, thế nào vô tình gặp đây có duyên ghê, đi xem xe luôn, xem cho công ty luôn. Trang Long H7. Em nhìn cổ lửa đó nha, cái cổ gió nè, cái xe đụng là nó sẽ ấy. Còn cái đây là anh, cái đây anh tự cái nấy nè. Còn nè em nhìn nè mấy cái bộ lông phim của nó nè, em nhìn những cái con xe nào á, rồi thứ hai em chưa thở thầy, vừa dòng 420. Kia tuột kia, tuột. À không à? Ai làm gì sao? Xe chạy lạnh nó không nó bị quá tải, đúng rồi. Đây là dây điện gắn máy lạnh. Cái đuôi lạnh của nó cái ông về cái đang mua. Cái đuôi lạnh nó là tính đang mua này nó chạy lạnh này không lạnh. Anh hứa với em luôn. Đúng rồi đấy. Cái này là dây lạnh xác nhận thôi, chính xác. Nắng quá. Hai hôm nay vào đây là mình đi theo anh Sơn đi chơi thôi, rồi ngày mai bay về Hà Nội. Thì đây đang ngồi sau F150, cái này vẫn muốn thử chạy ngoài đường trường một tí. Khi okay. Nào anh đưa em test thử nhá. Bây giờ đi test luôn em. Cái đấy để em làm sang tập thứ hai, sợ nó quay video dài quá. Rồi tập sau thì em sẽ nhờ anh nói chị nhà anh ra giới thiệu một số cái xe rẻ rẻ xem anh em nào có nhu cầu khởi nghiệp. Thì sẽ giới thiệu cho anh em một số cái xe rẻ. Còn tập này thì mình mang tính chất là giải trí thôi. Bán hết rồi. Bây giờ cái nào rẻ nhất ở đây rồi cũng một số cái xe mà gọi là giá vừa tiền thì nói chung là đến chiều rồi mình tính tiếp. Bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn anh Sơn nhé.
Anh Sơn cũng có kênh nhưng mà bây giờ chưa giới thiệu, để từ từ đã. Cũng tập làm 2 năm rồi nhưng mà đi câu cá, bị vợ mắng rồi đuổi ra một nhà mấy lần rồi. Phải chuyển này. Ok, bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn nhé. Tạm biệt mọi người.